30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn từ quý khán thính giả đã đến với kênh Tin Việt. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin nóng hổi nhất. Những đợt thiên tai thảm họa vẫn liên tục với tần suất xảy ra dồn dập, nhấn chìm đất nước Trung Quốc. Từ những cơn lốc xoáy động đất và nhất là lũ lụt do mưa lớn xảy ra thường xuyên, kéo theo chỉ tượng tai ương như dấu chỉ điểm báo kéo dài hàng chục ngày liên tiếp, khiến cho mọi hoạt động sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn. Vì thế thiết bị bão tố hoành hành nghiêm trọng và khắc nghiệt. Và ngày hôm qua, Trung Quốc đóng cảng và đường sắt trước khi bão số 2 đổ bộ. Trong bối cảnh đất nước hiện vẫn đương đầu với hậu quả của lũ lụt, hãng thông tấn South China Morning Post sáng nay đưa tin cơn bão số 2 đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sau khi hoành hành và càn quét đảo Hải Nam và các vùng ven biển vào ngày hôm trước đó. Giới chức Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ 3 về cơn bão và yêu cầu đóng cảng đường sắt trong khu vực bão có thể đổ bộ. Để đề phòng ảnh hưởng từ cơn bão số 2, chính quyền Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên, bảo tàng công cộng, đồng thời cảnh báo người dân từng tụ tập quy mô lớn trong nhà lẫn ngoài trời. Hơn 150 tàu bao gồm cả tàu chở khách và chở hàng đã được sơ tán khỏi khu vực. Tính đến ngày hôm qua, tâm bão số 2 nằm ở tỉnh Phúc Kiến khoảng 740 km về phía đông nam. Cơn bão đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Cơn bão số 2 dự đoán sẽ gây mưa lớn tại khu vực Phúc Kiến, Chiết Giang và đảo Đài Loan. Bão số 2 đổ bộ Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Giang Tây miền Trung đất nước của hứng chịu được mưa lũ kỷ lục, khiến ít nhất 258 người đã chết. Chính quyền tỉnh Hải Nam đang dần xử lý đống đổ nát và lưu lại những con đường chất đầy xe cộ, đồ đạc bị lũ cuốn. Đợt mưa lũ được nhận định trong năm có một Giang Tây ảnh hưởng đến hàng triệu người và thiệt hại hàng tỷ USD. Quan chức ứng phó khẩn cấp của tỉnh Giang Tây cam kết chính quyền sẽ làm sạch và khử khuẩn quy mô lớn để đảm bảo không xảy ra dịch bệnh sau thảm họa thiên nhiên. Truyền thông Trung Quốc cảnh báo bão số 2 đổ bộ có thể gây ra nhiều trận mưa như chút nước tới các khu vực của tỉnh Giang Tây trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão số 2 đổ bộ tỉnh Phúc Kiến khi mang theo những trận mưa số xả đất đến thảm họa lũ lụt kinh hoàng ở tỉnh Giang Tây. Miền Trung Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản với ít nhất 33 người thiệt mạng. Bão mạnh kèm theo mưa lớn được dự đoán sẽ gây sạt lở đất đá tại các vùng duyên hải ở phía bắc tỉnh Phúc Kiến trong ngày hôm nay theo giờ địa phương. Giới chức phòng chống thiên tai Trung Quốc đã cử các đơn vị chuyên trách tới tỉnh Phúc Kiến và thành phố Thượng Hải để hỗ trợ hướng dẫn triển khai công tác phòng chống ứng phó huy bão. Trước đó, Trung Quốc đã kích hoạt cảnh báo cao mức thứ 2 đối với bão số 2, ban hành cảnh báo màu cam, đồng thời nâng phản ứng kiểm soát lũ lụt và bão khẩn cấp từ mức 4 lên mức 3. Bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực các tỉnh, hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hại, phá hủy và bị ngập nước. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do bão số 2 gây ra là nặng nề nhất với tổng giá trị lên đến 31 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chưa có số liệu thống kê đầy đủ. Tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Trong một diễn biến khác, nhiều người trong số hàng triệu nạn nhân đang phải tá túc ở các trại sơ tán sau thảm họa động đất kép. Sóng thần mới đây vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến hàng trăm đợt dư chấn kinh hoàng sau đó. Số người chết liên quan đến thảm họa kép nhiều đến nỗi các giới chức địa phương bắt đầu đào mộ tập thể để chôn cất các nạn nhân thiệt mạng. Theo tờ báo địa phương đưa tin, vào rạng sáng ngày hôm qua tại Tứ Xuyên, hàng trăm ngôi làng trong một thị trấn không còn ngôi nhà nào có thể trụ vững sau những bức tường nước từ con đập Lô Châu chết chóc ập tới chóng choáng, quấn phăng mọi đồ đạc và cả những người thương yêu vẫn ám ảnh những nạn nhân còn sống sót. Trong các hình ảnh quay lại từ trên cao, cả một thị trấn rộng lớn sau khi hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn trận động đất 6,5 độ Richter, tiếp theo sau đó là sóng thần cao từ 10 mét. Từ một con đập bị vỡ gần đó vào sáng ngày hôm qua đã san bằng nhiều khu vực. Kinh hoàng nhất, các nạn nhân vẫn không ngừng được đưa từ các đống đổ nát. Gây nhức nhối hơn có lẽ hình ảnh của những người sống sót lần tìm trong từng núi đựng thi thể để tìm kiếm người thân mất tích của mình. Theo tường thuật của một tờ báo Trung Quốc đưa tin, khoảng 120 người được cho là có thể đang bị chôn vùi trong đống đổ nát của một khách sạn. Một ngôi mộ tập thể có diện tích khoảng 1.000 m2 đang được đào ở khu vực Tứ Xuyên, Thanh Hải sẵn sàng chôn gần 500 nạn nhân và đã được mở rộng ra nếu cần. Các nhân viên cứu hộ họ đã nghe thấy những tiếng gào thét và tiếng khóc của trẻ con trong đống đổ nát này. Một người dân địa phương có tên là Lưu Linh nói với báo giới, hàng trăm thi thể được tìm thấy các làng mạc hạ lưu con đập Lô Châu và giới chức trách sợ rằng nhiều người có thể bị bùn đất đá vùi lấp sau hàng chục mét. Trong khi đó, nhiều người sống sót trong tuyệt vọng phải đối mặt với nhiều đêm liên tiếp ngủ ngoài trời, xếp hàng để nhận thực phẩm hỗ trợ. Nhiều nơi đã xảy ra tình trạng hôi của hỗn loạn, ai ai cũng có lửa đốt trong người. Đó là cảm xúc chung của những người sống sót đang trong ngóng tin tức về người thân mất tích. Anh Ly, một người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện quân đội Lô Châu vừa khóc vừa kể lại, thời khắc trận động đất cực mạnh làm rung chuyển căn phòng khách sạn ở tầng 5, nơi anh ở cùng vợ và con gái hoàn toàn không có thời gian để chúng tôi tự cứu lấy mình. Tôi bị quăng quật vào những bức tượng đổ nát. Tôi nghe thấy tiếng vợ kêu cứu nhưng sau đó hoàn toàn im lặng. Tôi không biết cô ấy và con tôi ra sao rồi, chỉ biết cầu cho họ an toàn, anh Ly kể lại. Với những người bị mất tích, người thân, mong mỏi lớn nhất của họ là người thân được an toàn. Thế nhưng, không biết trường hợp chỉ có thể tìm thấy người thân mất tích trong những túi đựng thi thể.
than khóc nhất chính là giới chức chính quyền Trung Quốc đang chuẩn bị một lễ chôn cất tập thể cho các nạn nhân. Giữa lúc lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ những người mất tích mắc kẹt trong đống đổ nát, theo trang tin ABC, khu vực gần tâm chấn của trận động đất thậm chí không còn ngôi nhà nào trụ vững. Gia đình Baiyu có tới 7 người thân mất tích, trong đó có cậu con trai nhỏ, khi thảm họa kép tấn công làng giữa lúc cả gia đình đang ngủ vào rạng sáng ngày hôm qua. Sau một ngày vật lộn tìm kiếm đến sáng nay, Baiyu tìm thấy thi thể con trai ở một sân bóng điện địa phương. Nó đang trở thành nhà xác tạm thời. Tôi không thể nhận ra mặt con trai, tôi chỉ nhận qua con qua quần áo. Người con tôi không còn chỗ nào lành lặn. Người cha khắc khoải, đây là đứa con duy nhất của chúng tôi. Nó là tài sản vô giá của tôi, đau đớn lắm. Chúng tôi buộc phải chôn cháu càng sớm càng tốt. Nói về những thiệt hại nghiêm trọng trong thảm họa kép này mang lại, cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc sáng nay đưa ra con số trên địa bàn, báo cáo cho các cơ sở y tế tại Lôi Châu. Tuấn Sinh là một trong những địa phương bị tàn phá nặng nề nhất. Các bệnh viện địa phương đang quá tải khi phải điều trị cho hơn 540 người bị thương và nhiều người phải nằm ngoài trời. Ông Coman, giám đốc bệnh viện địa phương cho biết họ đang rất cần bệnh viện dã chiến, giường thuốc men, mùng mềm nhân viên y tế. Ngoài ra ông còn nhấn mạnh đến mức độ thiệt hại và cận chết nghiêm trọng khi hàng ngàn ngôi nhà bệnh viện, thu mua sắm và khách sạn đổ sập. Theo hãng tin AP, một cây cầu lớn được xem biểu tượng địa phương bị phá hủy hoàn toàn trong lúc giao thông trên con đường cao tốc duy nhất bị tê liệt do lở đất. Ngoài ra đội cứu hộ khó khăn khi tâm trấn động đất nói trên nằm độ sâu 10 km gần thị trấn Lô Châu, nơi địa phương từng có 30.000 người sinh sống, nay được coi là bị tàn phá nghiêm trọng hơn so với Bình Liêu. Theo ông Ngô, với chức trách vẫn chưa nắm được thông tin về độ thiệt hại do hệ thống liên lạc bị gián đoạn. Đáng chú ý là thị trấn này có 14 người thiệt mạng, 98 người bị thương trong trận động đất mạnh cấp độ 6,1 độ Richter xảy ra 4 giờ trước trận động đất mạnh nói trên. Quân đội cảnh sát và cơ quan tìm kiếm cứu hộ đã cử người đến tham gia tìm kiếm người mất tích và thi thể nạn nhân khắc phục hậu quả. Dù vậy, nỗ lực cứu hộ vẫn đang gặp khó khăn bởi hạ tầng hư hại, tình trạng mất điện trên diện rộng và khó khăn trong liên lạc tại những nơi bị động đất tàn phát. Giới chức Trung Quốc cho biết, Lô Châu và khu vực xung quanh đã hứng chịu ít nhất 100 cơn di chấn theo trận động đất mạnh cấp độ 7,5 Richter. Nhà chức trách Trung Quốc thúc giục người dân không về nhà và tránh xa các tòa nhà do nguy cơ của các dư chấn vẫn còn. Theo Lopenta của Trung Quốc mới đây đưa tin, cơ quan kiểm soát lũ lụt cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết, mưa lũ ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến gần 345 triệu người, 146 người chết và mất tích, phá hủy 72.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 123 tỷ nhân dân tệ, khoảng 18,93 tỷ USD. Trung Quốc đã phân bổ 795.000 nhân dân tệ, khoảng 122,4 triệu USD để tái thiết các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão và lũ lụt. Theo Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia, khoản tiền trên hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng. Sau thảm họa các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang, kể từ 5 ngày trước, hầu hết các khu vực ở Sơn Tây đã trải qua trận mưa lớn 6 giờ sáng ở huyện Bộ Lâm Phần. Khu vực Trung đã xảy ra sạt lở đất sau khi video quay lại thảm họa được phát tán trên mạng. Nó đã nhanh chóng lan tỏa. Trong video, vụ sạt đất bất ngờ xảy ra trên ngọn núi ngay lập tức, vùi lấp phương tiện cơ giới dưới núi, có cái bị đẩy thẳng xuống sông bên cạnh. Trận lở đất đã gây tắc nghẽn trên đoạn đường Hoàng Lăng của đường cao tốc Lượng Phương G65. Nhiều tài xế đã trú ẩn trong đường hầm tới 12 giờ, tuy nhiên, quan chức không tiết lộ có tài xế nào bị thương hoặc bị thiệt hại hay không. Thông tin chi tiết về các thảm họa vẫn chưa được công bố. Một số cư dân mạng cho rằng nếu không có video thì quả thật không biết trận lở đất có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Hiện trường là thảm họa rồi sau đó là trốn vào đường hầm, còn không nhớ thảm họa vào gần đây trong đường hầm hay sao. Sau trận lụt Trịnh Châu, tôi cảm thấy thật không thoải mái khi nhắc đến đường hầm. Ngoài sạt lở đất ở sông Mã, năm tỉnh Sơn Tây bị vỡ đê nhiều lần và nhiều ngôi làng ở Thanh Từ, huyện Vị Kỳ bị ngập lụt. Khoảng 15.000 người ở 8 ngôi làng được sơ tán nơi an toàn trong đêm. Ngoài trận mưa lớn ở Sơn Tây, dông lốc nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Liêu Ninh từ tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Trung tâm theo dõi cảnh báo thiên tai địa phương đã ban hành cảnh báo màu đỏ về mưa lớn, sấm sét và mưa đá, có nơi lượng mưa vượt quá 200mm trong 24 giờ. Đây là lượng mưa lớn nhất vùng thủy lục sử. Và sáng sớm ngày hôm nay tại Đại Liên có mưa lớn và mưa đá. Nhiều người dân bị đánh thức bởi tiếng mưa đá to trong đêm. Người dân thức dậy phát hiện ra xe của họ bị mưa đá đập vỡ kính xe, còn thùng xe chìm trong nước. Theo những hình ảnh và video được cư dân mạng đăng tải, trận mưa đá to bằng quả trứng, đường kính tối đa là từ 7 đến 8cm to bằng quả nắm tay. Báo cáo dẫn lời công dân sống tại Đại Liên hàng chục năm cho biết họ chưa từng thấy trận mưa đá đa lớn như vậy. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bảo hiểm Đại Liên, thời tiết khắc nghiệt đã gây ra thiệt hại cho hơn 20.000 phương tiện tại Đại Liên. Sân bay quốc tế tại Đại Liên bị ảnh hưởng của mưa đá bất ngờ và thời tiết khắc nghiệt. Một số máy bay bị hư hỏng các mức độ khác nhau, một số chuyến bay bị hoãn thậm chí bị hủy. Trong đợt này, 16 hồ chứa tỉnh Liêu Ninh đã được mở để xả lũ. Cán bộ cho biết tỉnh Liêu Ninh đã chuyển tổng cộng 4.513 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Dân số bị ảnh hưởng của tỉnh là gần 16.600 người, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là hơn 2.500 ha, thiệt hại hơn 168 triệu nhân dân tệ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của Tin Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.